Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại lên cho anh em một sản phẩm, đó chính là cái đèn gầm của Ford Ranger, Ford Transit. Đây, toàn bộ dòng Ford Ranger, Ford Transit thì đang dùng đèn này. Tại sao mình có một cái lô đèn hàng bãi xịn như thế này thì phải nói luôn với anh em qua video này luôn là đây là đèn xịn tháo xe. Toàn bộ những chiếc xe từ hãng ra, chạy một thời gian và có thể là vừa mới chạy ra hãng, người ta đã bán rồi hoặc là người ta đã chán cái đèn gầm này rồi, người ta lên đèn bi. Thì mình đã phải mua lại những lô đèn này của những anh em thợ chuyên độ đèn cho những chiếc xe đó. Thì đây là toàn bộ đèn theo xe mà chưa hề bị gọi là va chạm nứt niếc rồi là cũng nghĩ nước chưa nước vào. Đây nó chỉ có một là chạy lâu ngày có nó bụi bẩn thôi, các bạn có thể là vệ sinh sạch sẽ đi nhưng mình để nguyên mộc như này. Còn đây hàng xịn chính hãng anh em nhá, các bạn nhìn này, tem mã vạch đầy đủ này các bạn này. Đó, made in Romania cái gì đấy thì mình không rõ, Valeo. Đấy, Ford. Đó các bạn thấy không? Đây, đây. Con này thì 19/1/2020, sản xuất từ 2020. Đấy, lắp ráp trên xe các bạn nhé, đấy là ngày sản xuất của lắp ráp trên xe, thì về Việt Nam thì bao giờ thì mình không biết. Đấy, hiện tại thì đang dùng bóng sơi đốt theo xe, thì người ta độ đèn pin, người ta tháo đèn này ra và mình mua được một lượng số đèn này. Thì anh em nào mà có nhu cầu thích nguyên bản, thích về zin và thích đúng hàng chất theo xe thì anh em có thể liên hệ cho mình để mua được những chiếc đèn zin như này. Đấy, và đôi đèn thì có một số đôi đèn thì nó bị như thế này, mặt kính của nó sẽ bị như kiểu một lớp gọi là lớp khói đó. Và cái này thì mình cũng không hiểu, cái này thì mình hỏi bác tài là tại sao, cái hỏi bạn thợ điện ấy và tại sao nó có lớp khói này, thì bạn bảo là cái này thì em không biết, chứ bọn bên em thì chỉ biết là tháo đèn ra của khách và các đổi mua của khách lại thì bán cho khách đèn bi thôi, thì họ nhập em nhập lại đèn này thôi. Đấy thì tại sao nó khói như này thì cái này không biết, và ánh sáng ra thì nó vẫn bình thường, bạn bảo mình là vẫn bình thường anh em nhé. Đấy chứ không phải vì nước vào thì nó sẽ bị lổ chóa bên trong thì mình sẽ không nhập những đèn đó. Mình chỉ nhập những đôi đèn xịn nguyên bản. Đấy, mặt kính không bị xước xác và chóa bên trong còn đẹp thì mình mới nhập. Đấy thì hiện tại mình có một lô đèn rất là giới hạn, nó không nhiều. Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu mua cái đèn gầm của Ford Ranger, Ford Transit mà xịn chính hãng. Đấy, toàn bộ đèn cắt chắc các bạn này, đấy xịn sò cắt chắc luôn, có nghĩa là độ bi cầu đấy các bạn. Đấy chứ không phải là mình lấy từ xe gọi là tai lạng hay là ABC thì mình không nhập những đồ đó, mình chỉ nhập những cái đồ mà anh em tháo ra, anh em độ vào, mình mua lại những đồ đấy của anh em thì mình bán lại cho những bác nào mà bị hỏng, bị tai nạn, bị vỡ cần đồ zin thì anh em liên hệ mình theo hai số điện thoại này. Đấy, cố định hai số điện thoại này anh em nhé, và toàn bộ trang mạng social nhà mình các bạn có thể vào để tìm hiểu thêm về sản phẩm tiếp theo. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cái sản phẩm nhà mình, cửa hàng nhà mình để cho anh em vào đúng cái sản phẩm của Tùng Ô tô Nhật Đức, để các bạn có thể vào đúng Nhật Đức mua đúng cái sản phẩm mà các bạn đang có nhu cầu và đang cần tìm mà đúng là chính hãng. Như bây giờ mình quay các bạn xem, anh em nhớ vào đúng của Nhật Đức giúp mình nhé. Bên cạnh là Pha Ke, anh em giúp mình lưu ý giúp mình là bên cạnh là Pha Ke, không có biển là Pha Ke, còn bên cạnh mình là có biển của Tùng Nhật Đức này. Đấy, và mũi tên chỉ xuống này các bạn này, người đúng là nhà mình anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở sản phẩm tiếp theo. Đấy, các bạn có thể vào lại những cái trang của mạng của mình xem những sản phẩm tiếp theo và inbox cho mình và gọi điện cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.